WHO họp khẩn sau khi 9 người tử vong do virus mới bùng phát. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 14 tháng 2 để đối phó với sự bùng phát của virus Marburg. Theo NY Boss, ít nhất 9 người được xác nhận tử vong trong đợt bùng phát đầu tiên của virus ở Guinea Xích Đạo. Sự kiện này khiến các quan chức của WHO phải họp để thảo luận về tiến độ của vaccine và các ứng cử viên thuốc điều trị. WHO cho biết Marburg là một trong những virus gây bệnh nguy hiểm nhất mà con người từng biết đến. Nó gây ra bệnh sốt huyết với tỷ lệ tử vong cao tới 88%, nguy hiểm hơn nhiều so với người anh em họ nổi tiếng của nó là virus Ebola. Bệnh khởi phát với sốt cao, nhức đầu dữ dội và khó chịu. Nhiều bệnh nhân phát triển các triệu chứng sốt huyết nghiêm trọng trong vòng 7 ngày. Tuy loại virus này chưa tới Việt Nam, nhưng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Chúng ta nên phòng chống dịch trước bằng cách thực hiện quy tắc 5K, không đi du lịch vào các nước có dịch bệnh. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi những video của kênh Tin Nhanh 5K. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất và hay nhất mỗi ngày. Chúc quý khán giả một ngày tốt lành.